cái củ này của chú mình, nhìn cái củ hít cưng là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Dạ, ôi nó gọn lắm, thấy thương lắm nha cả nhà, vô cái chậu này xuất sắc luôn, cho Tết nha. Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Tài hít cưng quá cả nhà mình ơi. Đó, siêu bông Sài Gòn ạ. À, khá là duyên dáng luôn. Cây này là hoàn toàn không có thẹo lỗi gì nha cô chú anh chị. Đường thân luôn ha. Đây là dính hết những cái mắc bo trên đây, là không có bị rớt cái bo nào nha cô chú. Dạ em kính chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em ha. Dạ ngày hôm nay thì em có ghé bên vườn mai của chị Tiền nha cô chú. Dạ hôm nay thì bên vườn sẽ lên cho cô chú anh chị mình một số cái mã số để cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi Tết nha cô chú. Dạ rồi nha, địa chỉ vườn của mình là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre nha. Dạ em chào chị Tiền, ha. Rồi em chào chị ha. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị ạ. Rồi hôm nay trở lại kênh của chị Ngân ha. Em có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi cây đầu clip của em là mã 1A, là một cây như ý nha các cô chú anh chị. Hình thú ha. Dạ. Khá là nhiều bo nha cả nhà mình. Dạ, đâu không số gì em ạ. Giảm như ý nha cô chú mình. Cái hoành của nó là được 18 ạ. Dạ rồi. Chiều dài của con thú là được 25 ạ. Chiều cao là được 64. Dạ. Tán ngang là được 48 ạ. Rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 900 ạ. Dạ 900 ngàn cho con thú giảm như ý nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi mã tiếp theo luôn. Mã 2A. 2A là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Dạ đế đẹp quá cô chú, hai đế thú nè. Cây này rất là duyên luôn. Siêu bông Sài Gòn ạ. Này nó có lên nút nụ kim hết trơn nha các cô chú anh chị. Dạ hàng chơi Tết nha cả nhà mình ha. Rồi. Cây này đế có duyên nha cô chú. Dạ cái hoành là được 16 ạ. Dạ. Đế của nó là được 29 ạ. Chiều cao của nó là được 46. Cán ngang của nó là được 42. Dạ. Rồi cây mã số 2A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 thôi cả nhà, bao ship đến nơi cho chú mình luôn nha. 3A. Rồi 3A cũng là một cây Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Cái lô này đế có duyên hả cô chú? Dạ hoành là được 16 ạ. Dạ. Chiều cao là được 45 ạ. Dạ. Tán ngang là được 37 ạ. Rồi. Rồi cây này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 luôn ạ. Dạ 400 thôi nha cả nhà mình. Dạ rồi, mã tiếp theo ha. Mã số 4A. 4A dạ. Là một cây siêu bông Bình Lợi nha các cô chú anh chị. Dạ. Dạ hoành là được 17 ạ. Rồi. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 50. Dạ. Rồi cây 4A này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 ngàn thôi nha cô chú anh chị mình. Giá rất là dễ chơi luôn nha. Rồi mã số rồi, 5A. Mã số 5A. 5A là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Dạ rồi, siêu bông Sài Gòn cả nhà. Đế đẹp hả cô chú? Hoành là được 18 ạ. Dạ. Chiều cao là được 51. Tán ngang là được 41. Rồi. Rồi cây 5A này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 ngàn nha cả nhà mình ơi. Dạ. Tiếp theo rồi, luôn 6A. 6A cũng là một cây Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Rồi cô chú mình ha. Củ đế cưng quá nè. Hoành là được 17. Chiều cao là được 42. Dạ. Tán ngang cũng 42 luôn. Dạ. Rồi cây mã số 6 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 ngàn thôi cả nhà ơi, giá cực kỳ yêu thương luôn ha. Rồi mã tiếp theo cô chú. Rồi tiếp theo mã số 7A cũng là một cây Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Tài hãy cưng quá cả nhà mình ơi. Đó, siêu bông Sài Gòn ạ. Này bao Tết hả cô chú? Hoành là được 16 ạ. Dạ rồi. Chiều cao là được 50.
Tán ngang là được 51. Dạ. Rồi cây 7A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ạ. Dạ 450 thôi cả nhà ơi, cái cây gọi là thấy cưng đó cô chú anh chị. Số tiếp theo luôn. Dạ mã số 8A là một cây nhị ngọc toàn nha các cô chú anh chị. Dạ rồi. Tàn xum xê như cả nhà mình ơi, nhị ngọc toàn luôn ha. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái phần lắc thân đó là cô chú, cây này có duyên lắm nha. Dạ hoành được 15. Dạ. Chiều cao được 42. Tán ngang được 50. Dạ. Rồi cây 8A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Có 400 ngàn thôi cô chú ơi, giá quá trời yêu thương ha. Dạ rồi mã tiếp theo luôn. Mã số 9A. Trời ơi cây cũ nè cô chú mình. Nhìn cái cũ hết cưng là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Dạ. Trời ơi nó gọn lắm. Thấy thương lắm nha cả nhà. Vô cái chậu này xuất sắc luôn. Cho Tết ha. Dạ hoành là được 17. Dạ. Chiều cao là được 39. Tán ngang là được 53. Dạ rồi. Rồi cây 9A này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ, có 400 ngàn thôi cô chú ơi. Em này quá trời xuất sắc luôn ha. Rồi em xuống cây nha. Tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây số 10A. Cũng là một cây Sài Gòn luôn nha các cô chú anh chị. Dạ Sài Gòn luôn nhà mình ơi. Cái này Tết là có hoa nha cô chú, mình cứ yên tâm ha. Dạ hoành là được 18 ạ. Dạ. Chiều cao là được 48. Tán ngang là được 45. Dạ rồi. Rồi cây 10A này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Dạ 400 thôi nha cả nhà mình. Dạ mã số á. Mã số 11A. Dạ. 11A là một cây nhị ngọc toàn nha các cô chú anh chị. Cái cây này cũ đẹp, thân lắc ha cô chú anh chị, duyên ha. À, quá trời bo luôn nha. Cô chú mình coi cái bệ đế nữa nè. Đây, cây này bự nha cô chú. Nhìn khá là duyên dáng luôn. Cây này là hoàn toàn không có thẹo lỗi gì nha cô chú anh chị. Liền thân luôn ha. Đây. Là dính hết những cái mắt bo trên đây là không có bị rớt cái bo nào nha cô chú. Hoành là được 23. Dạ rồi. Củ nẹt của nó là được 48 ạ. Dạ. Chiều cao của nó là được 95. Dạ. Tán ngang của nó là được 70. Dạ. Rồi cây mã số 11 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1,2 triệu ạ. Dạ 1,2 triệu bao ship cho cô chú mình. Cái này mình bỏ chậu hả chị đây? Dạ cái này em đóng em bỏ chậu. Dạ rồi cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Số điện thoại giao lưu của em là 0367311849, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Dạ rồi em chào tạm biệt cả nhà nha, và em hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em ha.